Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một câu chuyện ngắn đầy cảm xúc. Phút lâm chung, mẹ chồng cố gắng ám thị cho dâu biết sự thật về người cô gọi là chồng. Tôi mong đây là một câu chuyện hay để cô chú anh chị cùng chia sẻ và lắng nghe. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết câu chuyện này. Nhìn mẹ chồng cố gắng ám thị ra hiệu, tôi ghé vào thật sát tai. Bà nói cho sự thật trớ trêu về chồng tôi mà tôi sốc. Càng sốc hơn khi sau khi tiết lộ xong, bà ra đi mãi mãi. Mẹ chồng tôi chỉ có một người con trai duy nhất là chồng tôi. Còn bố chồng tôi cũng đã mất vài năm trước vì bệnh ung thư phổi không qua khỏi. Từ đó mẹ chồng tôi ở với con trai. Vì thế khi có con dâu, bà rất vui và hạnh phúc. Bà thường bảo nhà neo người quá nên có thêm thành viên mới vui cửa vui nhà biết bao nhiêu. Mang tiếng là con dâu mẹ chồng và ở cùng bà, nhưng mẹ chồng chiều tôi lắm. Song bà lại rất khắc khẩu với chồng tôi, nhường như chồng tôi và bà không hợp nhau. Cả hai chẳng thể không bao giờ ngồi nói chuyện với nhau tình cảm. Nếu có chỉ nói được một hai câu lại bắt đầu sừng cổ chạy lên. Khi ấy chồng tôi hoặc mẹ là phải bỏ đi chỗ khác, nếu không chắc có chiến tranh xảy ra. Chồng tôi là người đàn ông nóng tính, do từ bé được chiều nên anh cũng là chơi bời lêu lỏng chẳng biết làm gì. Nói chung lúc nào anh cũng chỉ biết ăn ngon mà không muốn làm gì. Dù may mắn không cờ bạc nhưng anh lại hay nhậu nhẹt. Cứ ngày đi làm thì không sao, nhưng tối về anh phải tụ tập bạn bè rượu chè đến tận khuya mới mò về. Tôi cũng buồn vì cưới phải người đàn ông vô tâm và vô dụng như vậy lắm. Mẹ chồng vì thương con dâu nên hay mắng con trai, nhưng anh cứ lì lợm chẳng nói chẳng rằng. Đặc biệt tiền lương anh đi làm chẳng bao giờ đưa nổi cho tôi lấy một đồng nuôi con. Được bao nhiêu tiền anh chỉ chiêu đãi bạn và đắp vào thân. Nói chung nếu không vì mẹ chồng tôi đã ly hôn gã chồng ăn hại này từ lâu. Song bà thường động viên tôi, mẹ biết con lấy con trai mẹ là một điều rất là thiệt thòi, nhưng cứ coi như kiếp trước con nợ nó, giờ kiếp này phải trả. Vì vợ chồng là cái duyên, số mình đã vậy, có khi tránh vỏ dưa cũng gặp phải vỏ dừa thôi. Kể từ đó tôi cũng mặc nhiên chấp nhận về người chồng này và sống an phận cùng mẹ chồng già cả. Bà hàng ngày ở nhà giúp tôi chăm cháu, còn tôi thì đi làm. Mẹ chồng con dâu dù nhiều lúc không hợp nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mấy tháng vừa rồi mẹ chồng tôi đột nhiên bị đột quỵ và liệt cả người. Bà chỉ nằm trên giường, còn mỗi việc phụ thuộc hết vào con dâu chăm sóc. Chồng tôi dù là con bà đẻ ra nhưng cũng chẳng bận là dạng gì khi mẹ chồng nằm đó. Anh vẫn bận rộn đi chơi tối ngày, chẳng quan tâm gì đến gia đình đang bị xáo trộn. Ngày mẹ chồng cận kề cái chết, phút lâm chung thấy tôi lui cui bên cạnh, bà yếu ớt đưa tay ra hiệu cho tôi lấy cái bút và tờ giấy. Rồi bà run run viết rằng chính chồng tôi đẩy bà ngã vì không chịu ký vào giấy bán căn nhà đang ở này. Bà thì thào bảo chồng tôi đua đòi bạn bè vay nợ để ăn chơi. Giờ muốn bán nhà nhưng bà không có đồng ý, bởi bà quyết để lại căn nhà này cho hai mẹ con tôi để sau còn có chỗ chui ra chui vào. Bà cũng thều thào bảo thực ra từ lâu đoán biết được chẳng nhờ vả gì được đứa con trai hư kia, bà đã âm thầm di chúc hết tài sản cho con dâu và tất cả để trong ngăn tủ kia. Sau khi bà mất, tôi phải lấy ra và cất kỹ đi. Nói rồi bà từ từ rút hơi thở cuối cùng và qua đời. Thật sự nghe mẹ chồng cố gắng ám thị cho dâu biết sự thật về người tôi đang gọi là chồng mà thấy sợ hãi vô cùng.
Sao vì ham chơi mà anh lại tha hóa đến mức ấy? Tôi còn tưởng tự nhiên bà bị đột quỵ, chứ nào biết bà bị chính con trai đẩy ngã. Tôi có nên vạch mặt người con bất hiếu này không? Nhưng tôi vạch mặt chồng bằng cách nào? Bởi giờ mẹ chồng tôi đã mất. Có khi nói ra sự thật này, ai không hiểu còn nghĩ tôi lấy cớ để cướp tài sản của chồng. Đây là một câu chuyện mà người phụ nữ, một người con dâu, một người vợ đã chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội cũng như là trên báo chí về câu chuyện rất là đau lòng giữa mẹ chồng và người chồng của mình. Vì anh ta ăn chơi, trác táng, cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu trà tối ngày và đã gây gỗ với mẹ mình, đẩy mẹ ngã và bà phải là lâm vào cảnh nằm liệt giường và đột quỵ, rồi bà cũng từ từ qua đời. Đây là một câu chuyện quả thật quá đau buồn, phải không các bạn? Và trên Việt Nam của chúng ta thì những cái câu chuyện này theo tôi nghĩ không có hiếm. Các bạn cũng biết đó, trong những tháng ngày gần đây, tình hình mà bạo lực trong gia đình giữa con cái đối với đức sinh thành của mình xảy ra rất là nhiều. Con trai giết bố, con gái đánh mẹ. Một cái vụ xảy ra ở tỉnh Long An cái năm vừa rồi đã làm chấn động trong và ngoài nước về người con gái xúc phân đổ trên đầu của mẹ của mình và còn đánh bà rất là dữ dội, tát bà liên tục. Và sau một thời gian thì bà cũng đã qua đời. Và câu chuyện này đã nói lên người con trai đối xử tệ bạc với mẹ như thế. Và người mẹ đã ra đi mãi mãi. Và trước lúc bà ra đi, bà thì thào với con dâu, bà quyết định viết các di chúc để lại cho con dâu toàn bộ tài sản và cái nhà. Đây cũng là một điều rất là may mắn cho người vợ và người con dâu này. Nhưng cô con dâu này không dám nói ra. Nếu tố cáo chồng thì không có ai làm bằng chứng, thì sợ người ngoài là nghĩ chắc cô ta lại bày mưu để lấy tài sản của là mẹ chồng. Nên cô ta đành im và sống những ngày như thế này. Không biết cuộc sống và hạnh phúc của cô ta kéo dài được bao nhiêu năm nữa. Vâng, tôi mong đây là một câu chuyện hay để cô chú anh chị các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.